Rồi, hello anh em đã quay trở lại với shop của Minh Biker. Thì hôm nay là Minh sẽ giao một em R15M cho một cái vị khách đặc biệt. Thì vị khách này là đã xem kênh YouTube Minh từ lâu rồi. Thì trong những anh em đang xem đây, có anh em nào mà đã xem YouTube Minh từ lâu không? Đến hôm nay là bạn đó nói bạn đó là mới dành dụm đủ tiền. Có những người á anh em, có những người người ta sẽ có nhiều tiền, dư tiền để mua xe. Còn có những người người ta chắc mót dành dụm từng cái để mình sở hữu cái đam mê, chứ không phải là giàu sẵn hay là gì. Thì em nói rất là cảm động là em xem anh lâu rồi, dành đủ tiền bây giờ mới ủng hộ anh được một con. Rồi bạn đó có, không những anh em, ai chỉ cần muốn quay clip lại kỷ niệm thì Minh sẽ quay luôn nha anh em. Bạn đó nói anh em mình làm một cái clip kỷ niệm luôn. Thì đây là em Dương Nguyễn. Dương Nguyễn ở 47 Phạm Hùng, Long Chí, Long Thành, Hòa Tây, Hòa Thành, Tây Ninh. Đó, đây đây, em đã chuyển tiền trước cho mình luôn nha. Nè, anh làm luôn cái clip kỷ niệm nè, thấy không, thấy không, thấy không đó. Thì bây giờ mình sẽ giao xuống Tây Ninh cho thằng em đó ha. Nói chung là rất là mến ha. Đó, dạo gần đây có nhiều anh em xem kênh mình lâu rồi sở hữu được xe, mình cũng rất là mừng cho anh em và rất là mến. Vì bởi vì thực sự bây giờ phải nói là có rất nhiều chỗ mua bán xe cũ anh em, nhưng mà anh em nhớ tới mình là mình vui rồi. Thực sự là anh em có tiền anh em mua ở đâu cũng được hết á, nhưng mà anh em mến mình. Thì chiếc xe của thằng em trai đây ha, mới tin luôn. Bây giờ thì shop mình làm việc tới 6-7 giờ tối, thì sau 6-7 giờ tối thì shop mình mới đi giao được anh em. Đó. Rồi rồi, để dựng đây em quay cho anh em coi, xe rất là đẹp và mọi thứ nó hoàn hảo hết luôn. Ở cái con R15M này nha anh em, mình đang nghiên cứu ra một lỗi mà chắc nhiều anh em sẽ không biết. Mình nghiên cứu ra một lỗi là trong đây có cái cục nè, một cái cục kết nối điện thoại á. Anh em phải tháo cái cục, anh em tháo yên này ra nha. Anh em tháo cục đó ra, anh em mà để cục đó thì nó hết bình hoài thôi. Còn anh em tháo cục đó ra nó sẽ không hết bình nữa. Đây là một cái lỗi mà nhà sản xuất mình đã tìm ra nha anh em, một cái lỗi đặc biệt. Trong đây có cái cục nè, như những xe mình đây thì mình đã tháo cục đó ra rồi. Cái cục kết nối với điện thoại anh em, anh em để cái đó là hết bình hoài thôi. Nó ăn no hết bình hoài, anh em phải đi sạc bình và nó chết bình hoài thôi. Nhớ nha anh em, dưới cái yên này sẽ có một cái cục màu đen. Đó, xi nhan nè. Có chừng lộn nha, tại mình tới hai con R15M. Con này thì nay Tây Ninh, con này là thứ bảy mình giao ở Phan Rang. Toàn là những anh em xem clip mình lâu không, thử hỏi ở trong đây có bao nhiêu anh em đã từng xem clip mình và để dành để ủng hộ mình. Thực sự mà nghe anh em nói vậy rất là cảm động. Thì mình cũng có đem một món quà nhỏ xuống Tây Ninh tặng cho anh em luôn. Rồi ok, anh em đón xem quá trình đi xuống Tây Ninh với tụi mình nha. Sẵn tiện quay cái quá trình vận chuyển xe từ shop về cho anh em luôn nè. Thì để vận chuyển một chiếc xe, địa chỉ shop mình nha, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Để vận chuyển xe mà lên bán tải thì anh em phải còn có hai cái thang nè. Đó, hai cái thang. Đó, lên một cách nhẹ nhàng. Thì cái này là mấy đứa em bên mình là nó quen xe rồi. Rồi, thì anh em vận chuyển ở trên xe trên đây thì anh em phải để số luôn nha anh em nha. Để số để xe không bị tuột, nó cố định. Và không chỉ để như vậy thì anh em phải cần có một cái dây chằng cảo hàng nha anh em. Chằng cảo này thì chằng cảo hàng nặng, hàng tấn luôn á. Còn đối với mấy chiếc xe thì nó rất là đơn giản. Mấy chiếc xe mô tô thì nó rất là nhẹ đối với những cọng dây này. Đây, dây chằng cảo hàng nó rất là chắc. Em móc rồi. Rồi mình cảo hai bên, sườn em cho chắc, đúng rồi. Dây rất là chắc anh em. Dây này thì chạy một vòng trái đất luôn á. Chắc lắm. Nói chung là rất là chắc chắn. Này là cảo hàng, mình thấy mấy cái container người ta cũng ra xài dây này nè anh em. Còn đối với xe thì nó cũng nhẹ thôi anh em, nó cũng không có cái gì, để mục đích là để nó cố định chiếc xe lại khi mà mình ôm cua đồ nó khỏi bị rung lắc thôi. Hai cái hai bên thì anh em có thể móc vô đây cũng được và móc vô đây cũng được, tùy anh nha anh em, móc tùy nơi, móc ở đâu cũng được. Anh em thấy chỗ nào anh em dễ móc thì anh em móc. Đúng mập. Thấy chỗ nào móc thì móc được thì móc, không móc được thôi ha. Rồi kéo vậy nè. Vậy mà ấp chưa vô lỗ mà. Nó có lỗ chính giữa nè em. Đây. Cái lỗ chính giữa chọt vô lỗ rồi mà rút lên. Rồi rút lên thôi. Đơn giản. Đó, rồi rút lên rồi kéo ra. Rồi kéo căng ra rồi mới cảo. Rồi cảo. Đó,
nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng nha anh em. Đó. Chừng nào thấy nó căng là ok. Cái này nó bị vướng cái này nè, thấy chưa? Về xả không? Xả ra lại. Vướng nè, vướng cái chân trống cái chân nè. Xả ra bóp cái này nè. Bóp cái này rồi xả ra. Đó, rồi, vướng mình thấy không? Ẩu. Rồi ở trên kia là một cọng đó nha anh em, cho chắc nha anh em. Nếu mà đi gần thì hai cọng là được rồi, còn đi xa thì một cọng ở trên nữa cho chắc. Rồi được rồi. Rồi mình từ từ em bỏ hai thang lên cái, hai thang được cột lại, hai thang luôn. Rồi vậy là xong anh em. Rồi vậy là xong rồi đó, rồi, bỏ hai thang lên. Nhớ bỏ hai thang lên biết sao không? Để lát nữa mình có thang mình xuống, còn không bỏ lên là lát nữa lấy gì xuống anh em. Lát là khiêng xuống là chết luôn á. Mình sẽ đi theo Google Maps. Chờ xíu nha. Đi tới số đi tới số 47 Phạm Hùng, Long Chí, Long Thành Trung, Hòa Tây, Tây Ninh bằng Việt Map S1. Bấm ngay số bấm một. Rồi, let's go anh em mình đi ha. Rồi, từ từ để đi theo Google Map. Đi tới số 47 Phạm Hùng, Long Chí Long. Cho cái đường khó đọc đi. Quay đi, cứ quay đi. Thôi, vậy tới đây này. Đi tới số 47 Phạm Hùng, Hòa Thành, Tây Ninh. Ok. Đang chỉ đường đến số 47 Phạm Hùng, Hòa Thành, Tây Ninh. Này có cái đường nào mình đọc lộn là 47 Phạm Hùng, Long Chí Long, Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Long Chí hả? Long Chí rồi Long Thành Trung. Đúng rồi. Nãy anh đọc là là Phạm Hùng, Long Chí Long. Gì Long? Cười gì? Ok, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Bấm đi. Rồi bấm đi. Bấm chưa? Rồi ok là tới rồi anh em. Ở đây tới thành phố Tây Ninh rồi. Tìm được nhà khách rồi, nãy giờ đi tìm. Tới rồi anh em ơi. Rồi xuống xe luôn, nhà mặt tiền luôn. Nhà bán quán cà phê hả? Hello anh. Ở dưới được không? Sát bên có quán lẩu dê. Rồi, xuống xe. Em cứ quay đi, anh Thành xuống xe nha. Rồi, cứ quay bình thường đi. Rồi, hello. Dạ, anh. Dạ, dạ, được. Nè, đây hồ sơ nè. Chừng nào em lên đó thì lên ký với anh rồi. Xong rồi nhớ đem biển số theo. Lại mấy cái số mấy nè. Đem này biển số. Rồi lên đó ký xong rồi anh rút hồ sơ, rút xong rồi anh chuyển bưu điện xuống cho em. Vậy gần chở đi xe này đi xe khác. Ừ, đi xe khác được. Đâu gần đi này. Tại đi xe này lúc về biển số đâu mà. Đúng rồi, quên rồi. Ồ, Thành rồi. Thành đi toilet hả? Rồi chờ xíu đi, xuống xe. Lại tướng này mặc sai gì ta? Sai này sai. Em đã lờ. Ủa anh. Hả? Còn nếu mà em ủy quyền thì sao ta? Em ủy quyền tài sản sao? Là sao? Ủy quyền thì nó sẽ 10 năm. Ủy quyền 10 năm
Nhưng mà nếu mà đi lâu dài thì sang tên luôn đi. Sao lấy áo mờ không ta? Bị số ở Sài Gòn thì ngon quá. Sài Gòn thì quý vị. Lấy hai cái M không à, đứa nào lấy vậy? M hết rồi. Hai cái M. Anh thấy hai cái M hết. Em còn một cái M hết. Hai cái M. Dạ, đây. Thử rồi. Hai cái M. Hai cái M. Mặc áo này đi đá banh thôi chứ. Ngon hả? Đá banh suốt luôn. Mặc hai áo nữa. Rộng rộng xíu, thoải mái. Lên chạy lên đó ký giấy rồi đưa biển số con rút hồ sơ rồi, con rút hồ sơ. Rồi về đi bấm biển số thôi. Rồi chờ xuống xe anh em ơi. Sinh năm nhiêu? Em 99 anh. À còn nhỏ mà. Nhỏ. Ở đây mặt tiền đã rộng à. Không có mặt tiền giờ rồi, tại em thuê là anh giờ nhà đi kia rồi, đang xây. Ở đây thuê bán nước hả? Dạ. Chừng 2 tháng anh đang xây nhà, cỡ 2 tháng xong rồi. À. Ở đây mắc không? Mặt bằng đây mắc không? Mặt bằng đây nếu mà 600 mấy 700 mét. Ý là mướn qua mắt không? Phải 4 triệu anh ơi. À vậy cũng rẻ, thì nên rẻ. Rẻ gấp gấp 4 5 lần để nó quay anh. Xuống xe rồi test thử rồi luôn. Kênh của anh từ hồi mà lúc mà kênh serum màu cam của anh á. À. Mấy năm rồi, 4 5 năm. Về nhà rồi xong rồi mới ra cái mới nữa. Ra cái serum khác nữa. Nói chung nó cũng gần đó rồi, thẳng rồi. Rồi xuống luôn. Rồi. Nè, hai chìa khóa đầy đủ rồi ha. Xe mới, xe này em nó mới mua thôi. Dạ. Nó mới mua được có 2 tháng à. Đó bán. Rồi, qua hướng dẫn ảnh Thành. Ở trong nhà có xăng ấy không? Xăng lẻ không? Đổ vô. Không, nó còn vẫn còn xăng mà sợ đi hết xăng. Cái xăng gần đây anh. Không không mà còn xăng mà. Ý là còn cục. Hướng dẫn anh Thành. Biết rồi, biết hết mà đúng không? Chạy con tay rồi biết. Ở đây đường rộng ha. Đúng rồi, mấy cái thành phố mới đường rộng. Nên là hướng dẫn hết rồi, test xe rồi, xong mà bàn giao xe. Cái mẫu này thì tập chơi là quá đẳng cấp luôn rồi. À, nó có ABS nè, có quick ship nè. Nói chung là nhiều công nghệ. Xe này là chủ xe trước người ta dán keo hết rồi. Dạ. Rồi thử đây, test đây, lấy đâu có hiểm ngồi chạy. Chạy chơi vài bữa. Ngầu ha, để đây nhìn tưởng R7 không. Nếu cao quá mai mốt mà muốn có nhu cầu hạ phục á thì lên anh làm cho. Làm khoảng tầm mà 2 tiếng là xong, 1 2 tiếng là xong. Được rồi, con bình thường.
xe mới cho nên nhẹ lắm. Mới tập chơi, mới tập chơi là chơi con này là đẳng cấp rồi anh em ơi, chứ mới tập chơi mà chơi xe bự rất là nguy hiểm. Anh em chơi chịu khó chơi con một hai con xe nhỏ, dù anh em mà có muốn gì, muốn có trải nghiệm kinh nghiệm và gì kiến thức, muốn có kiến thức trải nghiệm và kinh nghiệm thì anh em phải trải nghiệm từ từ. 150 nè, có thể anh em mà muốn đi chơi mà chơi mà đầy đủ là anh em đi dòng Interbon nè, đúng không? Interbon rồi xong rồi lên mấy dòng mô tô nhỏ, xong rồi lên 300, 400, 600, 800, 900, 1000, Superbike. Superbike là mấy con mà đỉnh đỉnh đó, giống như là V4S rồi đó, người ta gọi là Superbike đó. Rồi chơi mấy cái đó chán rồi anh em sẽ chuyển qua Adventure, mấy dòng Touring rồi đó. Rồi chán nữa anh em sẽ chuyển qua những dòng mà Hạt Lê đó, Harley rồi đó. Rồi mấy dòng ADV, rồi cái gì ta, xe bự bự giờ nói quên rồi, Wingon. Mượt không, xe mới mượt, xe mới luôn á, xe này là hầu như mới luôn, thằng em nó mới mua à, nó rô đai xong là nó bán luôn. Thằng em này cũng hay coi kênh của anh, kiểu như mới ra thích vậy á, giờ bán vậy, mới ra thích mua vậy, mới mua có 2 tháng rồi, vừa rô đai xong bán luôn. Ừ, thì về bữa mà đem lên á thì mình không có cần chạy xe lên, chỉ cần đem biển số thôi. Dạ. Rồi chừng nào có hồ sơ thì anh sẽ gọi. Chỉ có đem biển số với cái. Thì đem biển số lại cái đống đó, lại cái căn cước công dân nữa. Lên ký, mà phải lên giờ hành chính nha, từ thứ hai tới thứ sáu. Dạ. Giờ hành chính. Thì, đúng rồi. Ừ, thì ta mới ký. Bữa nào em lên cái em báo trước ngày. Rồi thì báo trước ngày rồi mình lên mình ký xong rồi để lại rồi xong rồi chạy về rồi. Ở đó anh rút hồ sơ, chừng nào có hồ sơ thì anh alo. Thì bữa nay rút hồ sơ thì cái luật mới, hồi đó rút thì nhanh, bây giờ luật mới thì nó hơi lâu. Luật mới thì nó lâu á. Còn hồi xưa không hiểu sao anh em coi clip á, hồi xưa đúng nhanh luôn. Khoảng 2 năm 2020 á nha, rút hồ sơ cái bộ lâu nhất là 1 tuần. Cái bộ nhanh nhất là sáng rút là chưa có. Mà ngày càng cải tiến, anh em nghĩ coi, ngày càng, mình không hiểu là cải tiến hay cải lùi. Nhưng mà bây giờ đầy đủ giấy tờ chủ xe đồ này nọ luôn, nhưng vẫn 1 tháng mới có hồ sơ. Có bộ á, là chưa có, có bộ ở dưới huyện á, là chưa có nhận rút hồ sơ luôn. Mình chả hiểu là cải thiện cái gì, mình vẫn bữa giờ mình vẫn thắc mắc đó. Mình cái vấn đề này nhạy cảm mình không dám nói, nhưng mà cải thiện sao mà sao nó đi lùi hơn trước. Hồi trước năm 2020 anh rút mà là có bộ hả, ở Đắk Lắk luôn nha, Đắk nông luôn, rút sáng rút chiều có. Đợt này cái nó làm lâu quá, nó đổi gì tùm lum hết á, làm lâu năm ngoái là lâu rồi, nó đổi tùm lum rút hồ sơ lâu. Gì, em này tháng mấy rồi? Đúng ra phải cải tiến, anh tưởng á là cải tiến á là có định danh đồ này nọ thì được nộp vô một cái rồi bấm máy ra thôi. Ví dụ mình nộp hồ sơ vô một cái nè, rồi cán bộ ok đánh máy enter hoặc rồi đưa tờ giấy mình xong là cái đó mới gọi là cải tiến. Còn bây giờ tùm lum là mình cũng hy vọng mà đất nước phát triển để nhanh nhảo rồi anh em rồi dễ thôi. Rồi ok, dạ, đây cái này ở Tây Ninh nha anh em. Dạ. Rồi vậy nha, nhớ rút chìa khóa vô coi chừng chợm mới lụm. Rồi bây giờ xong rồi, cũng sao? À quên, màn cuối cùng. Quên luôn. À nãy giờ nói xe quên lấy tiền luôn, anh em định đi về luôn. Dạ, cọc này 50. Rồi ok.
Rồi, cọc này đủ rồi. Cái này là khô số khung số mấy anh cà sẵn. Để vài bữa khỏi mất công anh đem xe lên. Là chỉ bữa chỉ cần đem biển số thôi. Ừ. Rồi đủ. Ok, định đi về luôn anh em, thiệt sự luôn, nãy là định đi về quên luôn, em quên. Rồi không được nghe. Rồi thưa cô con về luôn nha. Rồi lúc cô nhỏ này là vợ em. Dạ hả, tưởng nãy giờ tưởng em gái không, nhìn trẻ măng à. Mày lâu lắm rồi em lên lúc lâu lắm rồi hồi ở dưới ở dưới Tây Ninh là anh bán xe bự không à, dưới Tây Ninh đây chơi xe bự, hồi đó anh bán con cá mập về đây với 8 với 1000 với 9 là về đây xe bự nhiều quá, Tây Ninh thấy giàu quá. Bán xe bự không à? Không có bằng lái mà sợ nuôi không nổi. Đang từ từ chơi chơi này phấn đấu từ từ. Ví dụ vài bữa mà vợ mà chán cái này rồi á, mình đổi dòng mà nách kịch, mình chở vợ đồ đi chơi đồ dễ. Còn dòng này thì nó thể thao quá thì ngồi nó hơi mỏi. Thì thể thao nó đẹp là bởi vì á, mình dựng mình chân nó đẹp, nó bự. Nhưng mà đi thì đi dòng nách kịch á là nó thoải mái hơn. Yeah. Nó ok hơn. À, con này cái nào kiếm cái ben nào không có ben thì lên anh mua cái ben. Rồi ben lên. Đậu ở khúc đó nó đẹp. Yeah. Đậu mình đậu đi ra đi vô nhỉnh nhà nó đẹp à. Dạ. Yeah. Yeah, okay, rồi ok. Yeah. Chạy đi đá banh rồi thôi nhé. Thấy để hình avatar là đá banh. Yeah. Rồi ok, tụi anh về luôn. Yeah, okay. Rồi thưa cô con về. Ok anh em, giờ mình đi về, anh em mình kiếm cái gì ở Tây Ninh anh em mình ăn. Rồi mấy anh em ăn bò nướng xong rồi về ăn miếng bò nướng để tiếp tế năng lượng. Anh Minh trả tiền nha. Rồi thôi về luôn á. Ha ha ha.